Mới đây tại thành phố Tozoake, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã diễn ra chương trình Xuân Yêu Thương lần 5 năm 2024 với chủ đề Vui Tết Xa Quê. Chương trình được tổ chức bởi Hội Người Việt tại thành phố Tozoake kết hợp cùng công ty Japan Event Pro tại Nhật Bản với sự tham dự gần 400 các bạn trẻ sinh viên học sinh và thực tập sinh tại Nhật Bản. Chương trình nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ cộng đồng, nhóm múa của người Việt và nhiều nhóm múa Nhật Bản trình diễn đã đem lại không khí sôi nổi cho bà con người Việt tại đây những ngày đầu xuân 2024. Đặc biệt, chương trình xuân năm nay có nhiều cuộc thi vui như bốc bánh chưng trúng thưởng cùng các trò chơi dân gian. Chương trình không chỉ là nơi gặp gỡ vui xuân của bà con người Việt tại Aichi mà còn là nơi kết nối với các nhà tài trợ để tiếp tục tổ chức các hoạt động cộng đồng trong thời gian tới. Mình đã có dịp gặp gỡ hơn 3.000 người Việt tại Nagoya và các bạn đã có chia sẻ với mình về cộng đồng người Việt ở Tozoake. Thì thông qua đó thì mình có liên hệ với ban tổ chức cho các người Việt ở Tozoake. Thì mình đã may mắn là được chọn để trở thành nhà tài trợ của sự kiện lần này. Và hy vọng là công ty của chúng tôi sẽ ngày càng phát triển để có cơ hội để đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn. Đây là một chương trình bổ ích dành cho cộng đồng người Việt tại Aichi nói riêng và Nhật Bản nói chung, mang lại một không khí ấm cúng cho bà con người Việt xa quê, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng và thúc đẩy gìn giữ nét văn hóa Việt nơi xa xứ.